Trong bản tin sáng ngày hôm nay, chúng tôi đã đưa tin về những ý kiến trái chiều xoay quanh dự thảo nghị định về điều kiện doanh nghiệp nhập khẩu ô tô cần sở hữu tối thiểu một cơ sở bảo hành bảo dưỡng. Nhưng nếu xe vướng lỗi triệu hồi trong nước hoặc là triệu hồi toàn cầu, thì những quy định tại dự thảo có đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng nếu mua xe nhập khẩu nguyên chiếc qua nước thứ ba hay không? Quan điểm các hãng xe cũng rất khác nhau, ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin tài chính kinh doanh. Audi triệu hồi Q5 tại Việt Nam. Honda Việt Nam triệu hồi hơn 1.300 ô tô để sửa túi khí. Toyota triệu hồi 2,87 triệu RAV4 trên toàn cầu. Người tiêu dùng liệu có được đảm bảo quyền lợi khi mua xe nhập khẩu nguyên chiếc qua các nước thứ ba không được phân phối chính hãng tại Việt Nam? Theo các đơn vị nhập khẩu, họ chịu mọi chi phí phát sinh để thực hiện việc triệu hồi hoặc tự sửa chữa và đảm bảo chất lượng với Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đăng kiểm họ có thể xác nhận là cơ sở nhập khẩu này đã sửa chữa đúng theo các cái cam kết công bố của nhà sản xuất toàn cầu là họ đã sửa cái lỗi đó. Còn nếu không thì là đăng kiểm hoặc Bộ Công Thương để rút cái mã HS nhập khẩu chúng tôi lại, chúng tôi không thể nhập được nữa, thì cái việc đánh đổi đấy thì không doanh nghiệp nào dám làm. Bên cạnh đó, cũng có những hãng xe sẵn sàng thực hiện triệu hồi trên toàn cầu, dù xe đó được phân phối chính hãng hay không. Tất cả các xe của Subaru khi mà lăn bánh hoạt động tại thị trường Việt Nam, nếu mà nhận được thông tin triệu hồi, chúng tôi sẽ làm tất cả các xe, không kể là xe cho chúng tôi phân phối hay là xe cho khách hàng tự nhập cho người nào khác. Xe phân phối chính hãng thì bắt buộc người ta phải đảm bảo, còn cái xe mà ngoài phân phối chính hãng thì có thể người ta đảm bảo, có thể không thì tùy theo chính sách của mỗi hãng. Mình cũng không đảm bảo được là quyền lợi khách hàng sẽ được đảm bảo 100%. Do còn tùy thuộc vào chính sách của mỗi hãng, nên trong dự thảo nghị định có điều kiện doanh nghiệp được nhập khẩu ô tô khi có cam kết bằng văn bản với Bộ Công Thương về việc thực hiện trách nhiệm triệu hồi. Tuy nhiên, theo một số doanh nghiệp, cam kết là chưa đủ. Nếu chỉ cam kết trên giấy thì quá đơn giản và rất dễ dàng chối bỏ trách nhiệm nếu trường hợp phải triệu hồi. Theo quan điểm của tôi, nếu đã định có một cái cam kết thì nên phải có một cái ký quỹ đặt cọc để đảm bảo cam kết đấy có hiệu lực và có chế tài để thực hiện được. Xe bị triệu hồi có thể mắc lỗi túi khí, có thể mắc lỗi dây an toàn hay bất cứ lỗi nào. Do đó, điều quan trọng là quy rõ trách nhiệm của nhà nhập khẩu để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Chỉ còn 10 ngày nữa là nghị định sẽ có hiệu lực nếu được chính phủ thông qua. Để có cái nhìn đầy đủ hơn về những tranh cãi xung quanh các quy định bảo hành, bảo dưỡng, triệu hồi xe hay một số nội dung khác của dự thảo, chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của chúng tôi sẽ có những phân tích và đề cập chi tiết hơn. Mời quý vị chú ý đón xem vào lúc 8 giờ 30 phút sáng mai, 24 tháng 6 trên VTV1.